đường lối tu tập của đạo Phật. Văn số 44, mặt B. Tỳ kheo thấy cái tướng của ổng là tưởng là Đức Phật, cho nên họ đứng dậy họ đón. Nhưng mà khi thấy ổng đi tới thì là ổng Năng Đà chứ không phải Phật. Cho nên Phật nghe được cái điều này mới sau này bảo ông Năng Đà đừng có mặc cái áo, cái y màu vàng, mà hãy là đắp cái y màu đen á, để cho người ta thấy cái hình ông Năng Đà, người ta phân biệt được Phật với ông Năng Đà nó có khác nhau ở chỗ cái y màu đen với y màu vàng. Đó thì như vậy. Nhưng mà sự thật ra thầy thấy sao đặt cái điều này, thầy không thấy ở đời sao không thấy có y màu đen, mà thầy thấy in dường như là ở bên Nhật Bản thì có những cái y mà màu trắng màu đen, có lỗ trắng lỗ đen gì có, chứ còn ở Việt Nam thì chúng ta thấy nó cũng không có cái điều đó, mà có y điều màu đỏ mà thôi. Màu đỏ dường như là vua chúa, vì cái phong kiến vua chúa lấy cái màu sơn son mà thép vàng đó, lấy cái màu đỏ, cho nên từ cái y ngoại sắc của tu sĩ á, thì nó biến thành cái màu đỏ của phong kiến của Trung Quốc. Cho nên sau này thầy thấy là hầu như quý thầy có mặc cái y màu đỏ. Lần lượt thì người ta cũng dần dần người ta bỏ, người ta còn mặc cái y màu vàng, nhưng mà vẫn cái y màu đỏ vẫn còn. Và có viền này kia nọ, kim tiến rồi chói lóng lánh, làm sang lắm. Những cái y đó là của nó vua ban rồi đó. Thì những cái đó là những cái nó không đúng theo cái cách thức ăn mặc của đạo Phật. Vì cái ăn mặc của đạo Phật không có làm sang trên cái bộ y áo của mình, mà đơn giản bằng những loại vải thô, vải xấu, bằng những cái thứ bó thi ma như y phấn tảo vậy. Đó là những cái hạnh của một người tu. Người tu mà mặc cái y mà sáng láng chói rực rỡ, nhưng cái y của ông Tam Tạng đó, cái ông mà đi thỉnh kinh đó, mà nói rằng cái y mà hào quang chói nhấp nhánh lên đó, là cái vật báo đó, thì thật sự ra một người tu sĩ đã thấy cái vật báo là người ta đã tránh xa rồi. Cho nên vì cái ông Tam Tạng mà có cái vật báo, cho nên ông bị nạn là phải, chứ không. Bởi vì có vật báo là có tai họa. Còn cái người tu sĩ chúng ta mặc cái y này chứ nó cũng còn tốt đó, chúng ta lượm cái giải thi ma mặc thì chắc không ai dám rớ tới nó. Nghe đó mà cái y đó mà về mà đắp là chắc chắn là ma nó đến nó ôm mình đó. Cho nên người ta thấy cái y mà phấn tảo là người ta đã hoảng sợ. Rồi vậy cho nên ở đây theo thầy thấy, giữa cái câu chuyện này đặt ra như vậy, thầy nghĩ rằng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì ông Năng Đà này cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp sao? Cho nên hai người này phải giống nhau chứ. Vì vậy mà ở xa thì người ta nhìn thấy ông Phật với ông Năng Đà này giống hệt như nhau, cho nên người ta mới đứng dậy chứ. Đó, thì cái như vậy thì chúng ta thấy là từ cái chỗ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp lại có một người có như vậy nữa, thì như vậy là không có cái điều đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục là kiết giới tứ hối quá, bốn cái giới mà hối quá này. Tứ hối quá theo tiếng Phạn là ba la đề xá ni, tào dịch là hướng bị hối, nghĩa là bốn pháp đến người khác để xin sám hối. Cái bốn cái pháp này mình đến với cái người khác để mình phát lồ, mình xin sám hối. Tỳ kheo nào phạm một trong bốn tội này liền phải đến tỳ kheo khác mà phát lồ sám hối, xin được quở trách, xin được mắng chữ, xin được có cái sự rầy dạy, khuyến bảo, không được che giấu. Nghĩa là cái người mà bị phạm lỗi đó đến xin cái vị đó mà rầy mắng mình, hoặc là khuyến dạy mình để cho mình không có vi phạm nữa. Nó gọi là cái giới, bốn cái giới hối quá. Một, giới thọ thức ăn của ni không phải bà con. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên khi Phật ở tại giường cấp cô độc, gặp lúc mất mùa, khất thực khó được, liên qua sắc tỳ kheo ni, liên tiếp ba ngày khất thực, rồi đem cúng cho tỳ kheo. Đến nỗi đói té xỉu bên đường, trưởng giả ngồi xe đi qua, hỏi biết sự tình, bèn hiềm trách tỳ kheo, không biết nghĩa nhượng, bèn mời ni về nhà giặt y cúng giường. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới, nếu tỳ kheo vào trong thôn, tự nhận thức ăn của tỳ kheo ni mà ăn, tỳ kheo ấy nên đến tỳ kheo khác nói: thưa đại đức, tôi phạm pháp đáng quở trách, làm điều chẳng dám làm, nay đối với đại đức xin phát lồ sám hối, đây là pháp hối quá. Ở đây một cái câu chuyện như thế này nè, nó bà qua liên qua sắc tỳ kheo đi khất thực suốt 3 ngày, mà ngày nào khất thực cũng có đồ ăn hết, đem về thì mấy ông tỳ kheo tăng đón đường, thì bà phải trút đồ ăn cho của bà cho ông đem về ông nít, mà ngày nào thì mấy ông này cũng ra đón đường bà này hết. Cho nên 3 ngày rồi mà bà không có ăn được hộp cơm nào hết, cứ hễ đi xin về mà gặp thì tỳ kheo mà không có thì trút đồ ăn mình trong bát cho. Bởi vì cái kỳ cục thầy cũng không hiểu tại sao có cái lệnh kỳ vậy, thầy cũng chả biết nữa tại sao nó đặt ra như vậy.
để cho đến khi ba ngày bà này bà đi xin như vậy, không có hộp cơm ăn bụng, bà ngất xỉu ngoài đường, gặp cái vị mà cái người cư sĩ trưởng lão trưởng giả này đi ngang qua mới hỏi thăm mới biết sự tình như vậy, thì mới đem bà này về giặt y áo rồi cho ăn cho uống này kia, bà mới trở về. Và vì vậy mà khi Đức Phật nghe cái tin này mới đặt ra cái giới đó. Bây giờ đó lại là cái giới là giới thọ thức ăn của ni không phải bà con. Giới đặt ra cũng còn kỳ nữa, thầy nghĩ cũng lạ, ni này nó không bà con của mình thì mình không được cái nhận thức ăn của như là bà qua liên qua sắc tỳ kheo này, bả những cái vị tỳ kheo khác là xa lạ với bả, cho nên bây giờ các vị tỳ kheo mà gặp bả đi khất thực mà xa lạ thì không có, bả không có trút đồ ăn vô trong cái bát của các vị tỳ kheo này. Nhưng mà bả là có một cái người, có một vị tỳ kheo mà bà con với bả, chắc chắn là vị tỳ kheo này chắc là bả cũng trút cái bộ đồ ăn bả cho cái vị tỳ kheo đó, cho nên chế cái giới này chắc còn cái giới nào nữa đây. Thầy nghĩ rằng nó có những cái mà có thể nói rằng nó tiếp tục, nó đặt điều ra như vậy, chứ còn đâu có lý do nào mà cái chuyện mà phi như vậy. Người nào đi khất thực mới ăn, chứ tại sao mà có cái chuyện mà ăn cướp của phụ nữ như vậy, tăng gì mà cái người tu sĩ gì mà lạ lùng quá vậy đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng là có những cái giới nó không có đúng với cái tư cách của một cái người mà bình đẳng của một cái người tu hành, làm quá vua chúa đó. Mình chẳng cần đi khất thực, cứ xung quanh ngồi xung quanh cái chỗ mà cái tu viện ni đi, chờ họ đi xuất thực cái về, họ về nhà gần tới nhà họ cái mình đưa cái bình bát ra cái họ rót, cái họ vô trong thất họ đó chơi cái kiểu này là mấy ông tăng lười biếng, là mấy ông chơi kiểu đó. Cái tu viện ni ở đây bắt đầu ông ngồi cái cửa, mấy bà đi xuất thực rồi chẳng bàn về bao nhiêu đón lấy hết, cái chùa ni nó đói thấy mà nổi luôn, phải không? Cái giới gì chế mà kỳ cục vậy, thầy chả biết đâu nói. Bây giờ giới cái thọ ni chỉ bảo cho thức ăn. Khi Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, các tỳ kheo cùng với lục quần thọ trai trong nhà bạch y. Bây giờ lục quần ni và lục quần lục quần tỳ kheo đòi cơm canh, kêu nói mang canh đến đây làm có vô tiệm vậy. Tiệm đó trời đất, thầy nói ông thầy đi xin mà gọi người ta cái tiểu mà như mình vô tiệm mà gọi vậy đó. Đem cơm đến cho vị kia. Thật sự ra mình vô tiệm đó, mình cũng ở người ta đưa cái gì cái bản gì đây mà để cho mình coi thức Phật phẩm mình gọi đó, bản thực đơn rồi mình coi, mình gọi bảo nó đem mình canh này cơm này là đồ chiên đồ xào gì, mình gọi đủ cái thứ đồ ăn của mình rồi bắt đầu ngồi chờ, chứ chưa chắc thì mình gọi kỳ cục vậy. Còn ở đây vô mà thọ trai nhà người ta mà gọi làm như là mình vô ăn tiệm vậy đó. Thì cái những cái hành động này thầy thấy sao mà họ chế ra được như vậy, chắc là lẽ mấy ông thầy này vô tiệm ngồi ăn gọi rồi quen rồi, bây giờ chế giới cũng vậy thôi. Chứ còn mình không có làm cái điều đó mình biết đâu mình gọi, phải không? Cho nên mấy ông thầy này mà chế giới này là từng là ăn tiệm cơm rồi, thế nào cũng vô đó mà gọi bồi lung tung rồi, biểu mang cái này mang cái kia ra đó. Cho nên chế cái giới này mà thầy đọc tới đây thầy mất tức cười, mấy ông này là chuyên môn ăn tiệm nè, ăn tiệm cơm chay chứ không có gì đâu. Khiến cho các vị ngồi chặn giữa không nhận được thức ăn, kêu cứ đi kêu đến cho mình, mấy người khách người ta vô ngồi nãy giờ người ta chờ mà không có thức ăn, còn mình nó gọi lia lịa, cho nên bồi bếp nó lật đật nó mang đến cho mình mà bỏ mấy người kia. Như vậy là mình thấy cái phạm hạnh của người tu là ở chỗ nào, rõ ràng là lấy cái quai vệ của người tu mà làm có cái vẻ của mình là như quan như vua chúa, vô tiệm nó làm ào ào. Thì cái chuyện cái giới này thiệt ra thầy nói chế ra như vậy là chắc chắn là mấy ông tăng này hồi đó cũng dữ tợn lắm, chứ không phải là thường đâu, sống còn hơn mình bây giờ nữa, cho nên mới có những cái giới đó mà chế ra. Chứ trong thời Đức Phật thầy nói chắc chắn không có mở tiệm cơm chay đâu, chỉ có đi xin thôi chứ còn không có vô tiệm mà ngồi ăn kiểu đó đâu. Ba, giới ở nhà học giả học gia thọ thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Hoạt, bây giờ các tỳ kheo thường đến nhà cư sĩ có tin ưa nhận thực phẩm cúng dường, đến nỗi gia đình nọ bị nghèo thiếu, những người hoài ở gần thấy vậy cười chê các tỳ kheo. Đức Phật nhân đó bảo chúng tăng Bạch Nhĩ Yết Ma Tát Pháp học gia mà kiết giới này, nghĩa là mình cứ đến cái nhà nào mà mình tin ưa họ đó, thấy người ta cúng dường mình mãi đó, mình cứ lo mình đến đó, mình cứ ngày nào cũng đến xin riết người ta nghèo mạt, người ta đâu phải người ta làm để người ta cho mình. Thì cho nên Phật chế cái giới này là vì ngăn cản không có cho mình đến xin một cái nhà mãi, mà mình thấy cái người này họ tốt bụng mình cứ xin hoài. Lẽ ra thầy nói cũng có chứ không phải không, lúc mà thầy đi khất thực thầy cũng có cái bụng như vậy, hồi thầy mới khất thực mà thầy thấy thầy đi ngang qua cái chỗ đó họ cho mình, bữa nào cũng lẻo đẻo đi ngang qua đó đặng cho người ta cho, còn đi mấy cái chỗ khác họ không cho. Cái tâm lý của mình nó kỳ, khi thấy người ta cho mình cứ đi hoài,
chừng nào mà không cho mình nữa mình không đi. Đó đó là tâm của mình. Đó, tự nhiên mình chưa có giải thoát thì cái tâm đó nó có khởi lên, mình có thấy rõ. Cho nên thầy biết thầy rõ đó, chứ không phải là không biết. Vì vậy là những cái đó mình phải học mà, biết tâm của mình chỗ nào mình học. Hồi mà thầy ở Giác Ngộ vậy, thầy thấy bữa đó thí dụ như cái bữa đó quý thầy nói bữa nay thầy đi khất thực, thầy đi lại cái lò bánh mì, thầy khất thực cho tụi này bữa ăn bánh mì cho đã thôi. Thầy nói thôi được được. Rồi bữa đó cái thầy đi cứ đi lấn quấn mấy cái tiệm bánh mì, mấy cái lò bánh mì, mà cái lò bánh mì nào mà cúng dường mình nhiều á là thầy bữa đó tính chắc chắn là mình đi đến đó không phải con. Đúng vậy, thầy đến đó bắt đầu đi ngang qua đó thì bắt đầu ở trong đó nó cho một người chạy ra và thầy hôm nay chủ nhà con á, xin thầy dừng lại để chủ nhà con cúng dường cho thầy. Là bắt đầu nó đem ra cỡ khoảng 20-30 ổ mì vậy. Nó bảo thầy phải đưa cái tay về chiếc bát, thầy làm sao nhét hết. Thầy mới lấy cái y của thầy vậy nè, thầy đưa lên vậy, thầy đỡ ra hết bánh bên ra để đựng bánh mì. Chứ còn cái tay mình làm sao đựng hết, thành ra chừng đó cái ôm bánh mì đi đi đường. Thiệt ra nếu mà người ta biết được thì người ta cười ông thầy dữ lắm. Nhưng mà tại hồi đó tại vì mình cũng tham, mình đem về cho chúng ăn mà, cho nên mình cứ ôm mình đi. Trời ông thầy gì mà đi khất thực ôm một ôm bánh mì. Thầy nói có nhiều cái mà thầy nghĩ bây giờ mà mình học lại cái giới luật của Phật, mình thấy mình sai quá sai. Và mình sai trong lúc đó ai biết được, những người xung quanh đó là cư sĩ không ai biết hết. Chỉ thấy ông thầy đi xin về ăn thôi, về cả chùa ăn chứ không phải ông ăn mình không nổi. Nhưng mà người ta thấy mình làm như vậy tốt chứ người ta chưa hiểu. Chính cái đó là cái sai, cái tham của mình. Tham một mình chưa đủ, còn tham cho người khác. Bổn phận của người nào phải đi khất thực mới đúng, chứ còn phải là đi xin cho người khác ăn. Mình làm cái đó tốt chứ không phải tốt đâu, mình làm cho một số tu sĩ khác lười biếng. Phải hiểu. Cho nên già rồi, thầy nói đọc trong Thánh Ni, bà già 70 mấy tuổi rồi mà chống cây gậy lê lê đi xin, chứ không có một vị nào đi xin đem về cho bà đó. Thì các con biểu đủ biết đạo Phật rất là công bằng, già cũng vậy, chứ không phải là nói rằng bà già rồi cái người khác mà đem đến cho bà. Tu như vậy mới thật là tu, mới có những cái hành của nó. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái đạo Phật nó quý là ở chỗ mà nó rất là bình đẳng. Còn ở đây những cái hạnh mà thầy vừa qua thầy kể mấy con để nghe cười chơi, đúng là cái tâm niệm thầy lúc đó cũng còn phàm phu lắm, chứ không phải là giải thoát đâu. Còn bây giờ thì thầy thấy thầy không ham nữa, bởi vì thầy biết nó là bất tịnh rồi. Mà thầy cũng không biết là, thầy cũng biết rằng những cái người khác mà ngồi không để chờ thầy đi khất thực về ăn á, là cái sai rồi. Hồi đó thầy không biết, thầy nghĩ đó mình làm tốt cho người ta, mình làm cho người ta được no là mình có phước thôi. Nhưng mà không ngờ thật sự ra thầy đưa những người đó xuống địa ngục, và thầy là người bị tội phá giới, không có đúng cái hạnh của người tu. Giới thứ tư, giới chỗ sợ hãi thọ thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại giường ni câu lại, bây giờ trong thành Di Xá các phụ nữ đến tăng già lam cúng dường, trên đường đi bị giặc nhiễu hại. Đức Phật bảo các tỳ kheo nên nói với phụ nữ đừng ra khỏi thành, trên đường có giặc khủng bố. Nếu họ đã ra khỏi thành thì nên nói dừng đừng đến chùa. Vì cớ ấy nên Phật mới kiết giới này. Nếu họ đến thọ giáo sắc, khi nghe pháp tỳ kheo tự có ý có thức ăn riêng, nai cao cho thì không phạm. Nghĩa là bây giờ trên con đường đi mà đến chùa thì nó có một cái đoạn đường vắng, trộm cướp nó dữ lắm, ăn cướp nó dữ lắm. Cho nên hầu hết là cư sĩ đến mùa chùa cúng dường thì nó rất là khó khăn. Mà nếu mà đến chùa mà cúng dường rồi thì nó không có gì ăn thì trong chùa nên cho các vị cư sĩ đó ăn, cái người nào tỳ kheo nào có cái thức ăn riêng. Ở đây nói sao mà thầy nghe nó lạ lùng lắm. Tỳ kheo đi xin ăn rồi thì bỏ hết, không có cần cất giữ riêng, mà tại sao còn có cất giữ riêng mà khi mà có những người phụ nữ mà họ đi cúng chùa mà họ trời tối rồi họ không dám về, họ ở lại đó thì lấy thức ăn của mình riêng ra cho họ ăn. Nghĩa là như thế nào thầy có biết sao đâu. Đó là những cái giới luật kỳ cục quá vậy. Nghĩa là thầy thấy rằng nó không có đúng cái tính cách của một cái sự giải thoát của cái giới luật của Phật. Là dạy gì? Chúng ta đi khất thực ăn rồi thì bỏ hết, không còn có cái gì hết. Rồi bây giờ cái trên cái đường đi mà khó khăn như vậy á, thì ít ra thì người phụ nữ họ cũng biết cái đoạn đường đó khó như vậy, thì họ đến chùa sớm rồi họ về sớm, chứ làm sao mà kề cà ở đó tối mà không dám về. Thì như vậy là nó những cái giới như vậy thì thầy thấy nó có nhiều cái vô lý ở trong đó lắm. Chúng ta sau này chúng ta đọc lại và kiểm nghiệm coi nó đúng sai, rồi chúng ta chỉnh đốn lại hết, chứ không có để những cái giới mà nó vô lý. Bây giờ chúng ta đọc lướt qua, chúng ta chưa có thâm hiểu, muốn làm một cái điều gì chúng ta cần phải có một cái sự suy tư đúng đắn, để rồi chúng ta để cái bút mà viết ra cái giới là phải nó từ ngay bây giờ, từ khi mà chúng ta cầm cái bút mà chúng ta viết cho đến về sau, mãi mãi về sau không được thay đổi cái này. Nghĩa là không được thêm bớt cái thời gian
và cái không gian nó không có bao giờ mà có thể làm mất cái pháp này được, thì chúng ta mới kê cái bút mà viết. Còn nó có sự thay đổi thì không nên viết cái giới đó ra. À, bây giờ thì chúng ta sắp sửa nghỉ để chúng ta ăn cơm. À, bây giờ các con sẽ tiếp tục nghe cái giới 100 giới chúng học. À, hồi sáng thì đã học hết mấy cái giới là giới đọa, hết 90 giới đọa, và đồng thời thì học 4 cái giới tứ hối quá rồi. À, bây giờ chúng ta học tới 100 giới chúng học. Tiếp tục trong cái chương trình học hết cái giới bổn, cái nào đúng cái nào sai để chúng ta gạn lọc mà chúng ta bỏ. Sau này có đủ cái duyên thầy soạn lại cái bộ giới bổn này để mỗi cái giới là một cái pháp môn, mỗi cái pháp môn để cho chúng ta sống giữ gìn và thực hiện cái sự tu tập của chúng ta, trao dồi thân tâm của chúng ta để chúng ta ly dục ly ác pháp, chứ không phải như cái giới mà các vị tổ mà viết giới này hầu như là viết cái bản hiến chương là phải, hay hoặc là viết cái giáo điều thì phải, hay nói chung là viết cái pháp luật, chứ không phải là viết cái bài pháp để chúng ta sống đúng ly dục ly ác pháp, để chúng ta thực hiện sự giải thoát của tâm hồn mình, để làm chủ được sanh tử luân hồi. Cho nên đọc giới rồi chúng ta mới thấy đây là giới của người phàm phu, của người sau này viết, chứ không phải là của thời Đức Phật mà dạy ra. Bây giờ chúng ta học 100 giới chúng học. Bách chúng học còn gọi là chúng đa học pháp, tiếng Phạn gọi là thức xoa kalani, nghĩa là những điều cần thực hiện. Hay nói khác là cần phải học. Trong 6 pháp trước là chỉ trì và chỉ phạm, còn pháp thứ 7 này là chỉ bản chất tác trì và tác phạm. Các vị phạm đối với pháp thứ 7 này là tội đột các la. Đối tượng của các điều khoản trong đây đại bộ phận là 4 quay nghi cử chỉ, cùng với những sự việc ăn uống, thuyết pháp đi đường tại nhà cư sĩ. Nói tổng quát đây là những điều tác thành tư cách lịch sự cao nhã của một vị tỳ kheo. Ngoài tác phong trong sự giao tiếp với thế tục, trong đây còn có nhắm đến mục đích quan trọng khác đối với đời sống tu tập của tỳ kheo, đó là sự hộ trì chánh niệm, là nền tảng của sự tu tập các pháp môn Phật ở giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo di phạm Phật nhân đó mà kiết giới này. 100 pháp chúng học này theo luật tứ phần có thể được chia làm 10 nhóm như sau cần phải học. Ở đây thầy muốn nói về cái 100 cái giới chúng học này là nói chung nó là oai nghi tế hạnh của một cái người tu sĩ, chứ không có gì khác hơn hết. Mỗi cái giới nó là nói về một cái oai nghi của mình đối xử với người cư sĩ, cũng như đối xử với nhau, từ cái ăn mặc đi đứng nói nín của chúng ta đều nằm ở trong những cái oai nghi này, trong những cái 100 giới này. Cho nên muốn chuẩn bị cho một người tu sĩ có những cái oai nghi cho xứng đáng là một cái vị tu sĩ, thì 100 giới chúng học này mà chúng ta không học là chúng ta đã thiếu khuyết những cái oai nghi đó. Nhưng ở đây chúng ta còn phải coi thử coi nó có đúng hay là không, hay là người ta đặt những cái điều đó ra mà nó có đúng không. Cũng chẳng hạn nào như bây giờ thầy nói như người ta nói bây giờ một vị tu sĩ thì cần phải ba y một bát, thì chúng ta phải thấy cái cuộc sống của chúng ta có thể sống ba y một bát có được hay không. Nếu được thì nó đúng, mà nếu không được tức là không đúng. Vậy thì không đúng thì chúng ta muốn tu tập để được giải thoát thì chúng ta phải làm sao cho nó đúng với cái hạnh thiểu dục tri túc, mà nếu nó thừa hơn thì nó không phải là thiểu dục tri túc, mà nó không hơn thì đời sống chúng ta ra làm sao. Nó tất cả những cái này là cái mà một cái người sao cần phải suy nghĩ, cần phải có trí tuệ mới có thể chỉnh đốn lại giáo pháp, chỉnh đốn lại giới luật, để chúng ta có một cái lộ trình, có một cái đường đi, có một cái sự thực hành để đem đến sự cứu kính cho bản thân của mình và cho mọi người, và cũng là dựng lại Phật pháp để cho người ta thấy có cái sự kết quả thực tế và cụ thể trên con đường đi tìm sự giải thoát. Nó không có phải một sự mơ hồ, một sự tưởng tượng, mà là một sự thực, thực là cuộc sống giải thoát của đạo Phật như vậy. Một, nói về y phục là điều giới một và hai. Một, nên mặc quần niết bàn tăng cho cân bằng, nghĩa là cách thức mà mặc cái y hạ đó, tức là cái chăn đó, thì có nhiều người thì mặc kéo một bên cao bên thấp, cho nên ở đây
khi mà dẫn cái chăn thì phải cho nó bằng cái mặt như thế này, ở bên nào, ở sau, ở trước, ở bên này, bên hông này, bên hông này, nó đều là rất bằng, cũng như người ta mặc cái riết như vậy, nó đều như vậy, nó không có chệch với nhau. Đó là cái thứ nhất ăn mặc cái ở đây thì gọi là cái quần niết bàn, tức là cái y hạ đó. Hai, nên mặc ba y cho cân bằng, nghĩa là như thầy mặc đây là cái ba y á, mà nó đều đặn như thế này gọi là nó cân bằng, nó không có sốc xếch. Còn ví dụ như bây giờ nó cái giạc này nó đổ sưng xuống, nó tuột như thế này, nó tuột như thế này, tức là nó không có đúng cân bằng, nó không có ngay thẳng, cho nên nó làm cho nó như vậy, nó thả như vậy là tức là nó cũng không có cân bằng, cho nên mình phải kéo nó lên, làm cho nó phải đâu nó ra đó. Còn cái áo của mình, cái ở trong này mình mặc cái y trưng mà nó lại chệch qua, nó chéo qua chéo lại, nó không đúng, nó phải ngay ngắn ở đâu đó nó ra đó. Cho nên cái lối này là dạy cái khi mà chúng ta ăn mặc ở đâu cho nó nghiêm túc ở đó, chứ đừng có để chệch. Đó là cái hai cái phần mà mặc y ở đầu. Cái phần thứ hai là tác phong tại nhà cư sĩ, từ 3 đến 25 giới. Giới thứ ba là không được vắt trái áo vào nhà cư sĩ, nghĩa là khi mà vào nhà cư sĩ không có được dắt như cái kiểu như thầy như thế này dắt, mà phải vào nhà cư sĩ thì chúng ta phải dấn cái y lại cho nó kín cả tay chân của mình lại, không có được để hở ra mà đi vào nhà cư sĩ. Còn dắt như vậy là tức là nó hở cánh tay. Mà cái tay áo của thầy đây là nó, tại vì nó có cái áo ở trong, nó có cái tay. Còn cái kia, cái y trung của họ, nó không có cái, nó để lòi cái tay này ra. Nó, cho nên khi mình để cái tay mình đi mà để mà dấn cái như thế này mình đi vào nhà cư sĩ thì không có được, nó không có tốt. Cho nên cái giới mà học quay nghi này á, khi mà vào nhà người cư sĩ á, thì không có được dắt cái y như thế này của thầy, mà phải dấn cái y rồi chúng ta xỏ đây, mà chúng ta nắm đây ở bên tay này, nó phủ lại, nó kín tay, nó không có hở tay. Bốn, không được dắt trái áo vào ngồi nhà cư sĩ, nghĩa là mình không được dắt cái y của mình như thế này mà mình ngồi trong nhà cư sĩ. Hồi nãy không được dắt áo vào nhà cư sĩ, tức là đi vào, rồi bây giờ dắt cái áo, cái dắt cái y như thế này mà ngồi trong nhà cư sĩ thì không có được nữa. Không được quấn không được áo quấn cổ vào nhà cư sĩ, không được lấy cái y của mình hay cái áo của mình quấn cổ mà một nùi về mà đi vào thì không có được, nó là cũng cấm. Sáu, không được quấn áo cổ vào ngồi trong nhà cư sĩ, nghĩa là mình đi vào ở ngoài đường, mình đi vô mình dấn sẵn cái y, mình dấn cũng như cái khăn vậy, mình đi vô thì không có được. Còn bây giờ vô trong đó thì mình cũng quấn cái y như vậy ngồi trong nhà cư sĩ thì không được. Bảy, không được trùm khăn lên đầu vào nhà cư sĩ. Có nhiều người có lấy cái khăn mà đội lên đầu rồi đi vào nhà cư sĩ thì nó không có được, cho nên Đức Phật cũng cấm không có cho đội khăn mà đi vào nhà cư sĩ. Để cái đầu mà chúng ta nó mát mẻ, nó cạp thọc như vậy chúng ta đi vào thì nó tốt nhất, nó không có. Mà còn mình đội cái khăn mình che khuất cái đầu của mình lên thì ở đây thì cái giới này cấm không có được. Tám, cũng không được trùm khăn lên đầu mà ngồi trong nhà cư sĩ. Mình ngồi trong nhà người ta mình trùm cái khăn lên trên đầu mình như vậy thì không được. Đó là những cái giới mà cấm những cái oai nghi chúng ta làm như vậy không đúng cách. Mà hầu như là người ta sợ cái đầu tật xấu cho nên người ta hay trùm khăn, người ta đậy lại, người ta ngồi trong nhà cư sĩ. Mình tu hành rồi còn xấu ở chỗ nào nữa mà che mà đậy, cứ để cho người ta thấy cái đầu tật cho nó tốt đi. Chín, không được vừa đi vừa nhảy vào nhà cư sĩ, nghĩa là cái cách thức mà đi đứng của chúng ta phải đầm thấm mới đi vào nhà. Chứ mình đi vào nhà người ta mà vừa chạy vừa nhảy mà vô trong nhà người ta thì chắc chắn ông cư sĩ này họ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Ông thầy gì mà kỳ cục quá, hồi nãy vừa đi vừa nhảy kỳ cục. Mười, không được vừa đi vừa nhảy mà vào nhà cư sĩ ngồi ở trong nhà cư sĩ. 11, không được ngồi xổm trong nhà cư sĩ. Vô trong nhà cư sĩ rồi về cái ghế một của người ta vậy mà trèo trở ngồi như vậy thì không có thể coi được. 12, không được chống nạnh vào nhà cư sĩ, nghĩa là đi vào mà chống nạnh vậy mà đi vào như là mình người ngon vậy đó thì không có được. Thì Đức cũng cấm những cái oai nghi đó thì không có được. Chúng ta nhớ những cái hành động này là hành động của người tu không có làm được. 13, không được chống nạnh vào ngồi ở trong nhà cư sĩ. Ngồi trong nhà cư sĩ mà chống nạnh vậy, ngồi vậy đó mà chống nạnh kiểu này là ai mà coi được không? Thì ở đây cái giới luật này nó cấm như vậy, nó không có cho phép chúng ta những cái oai nghi như vậy. 14, không được rung mình đi vào nhà cư sĩ, nghĩa là đi mà lúc lắc qua lại như rắn mà uống vậy đó thì không có được. Đi theo kiểu mà uống éo đó thì không có được vào nhà cư sĩ, mà như vậy thì không có được. 15, không được rung mình ngồi ở trên ghế, ngồi trên ghế mà lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, éo qua éo lại đó, làm duyên làm dáng với người cư sĩ ở trong nhà người ta mà làm kiểu đó thì không có được.
ngồi đâu thì ngồi ngay ngắn hẳn hồi, nói chuyện gì đó thì nói rồi một chút rồi đi, chứ không được ngồi mà làm cái kiểu dáng này dáng kia. 16, không được dung cánh tay vào nhà cư sĩ, nghĩa là đi vào nhà cư sĩ không có được, mà đánh đồng xa vậy đi xe sải vào đó thì không có được. Không được dung cánh tay đi vào nhà rồi ngồi vào nhà cư sĩ, nghĩa là nói chung là những cái hành động mà cánh tay mà đi đánh đồng xa mà một cách tự tại đó thì không có được, phải dè dặt cẩn thận, giữ gìn cái hạnh của vai nghi của mình. Khi vào nhà cư sĩ thì đi nghe nó cũng như là mình đi kinh hành nhẹ nhàng, chứ không phải đi mà quạt cái tay cũng như là cái đuôi con bò vậy thì không có được, quắt qua quắt lại thì không có được. 18, khéo che mình kín đáo vào nhà cư sĩ. Khi mà mình vào nhà cư sĩ á, đừng có mà lấy cái bao bố mà trùm mình hết kín mít, hoặc lấy cái y mình trùm kín mít hết mình vào nhà, người ta tưởng ma tưởng quỷ thì không có được, đừng có làm chuyện đó. Rồi ngồi trong nhà người ta cũng lấy cái y về trùm hết đầu cổ trùm, không ai thấy mình hết, thấy một cái bao gì ha, hoặc thấy một cái đống gì ngồi đó thì cũng không nên làm cái điều đó nữa, đó là những cái oai nghi không có tốt. 20, không được ngó trong hai bên nhà vào nhà của cư sĩ. 21, không được vào ngồi nhà cư sĩ ngó trong hai bên, nghĩa là vào nhà mình nhìn tới, vậy là mình nhìn tới, còn này ngó tranh ngó ảnh ngó này ngó kia, ngó bàn ngó ghế ngó tủ ngó sách ngó vở ngó đủ thứ tùm lum, ngó qua ngó lại vô nhà cư sĩ, thấy đồ đạc ham quá ngó li lịa, không có cái nào mà không ngó, thì ở đây cái oai nghi đó không có được. Khi mà vào nhà cư sĩ thì không được, chỉ ngó thẳng vậy thôi chứ không thấy cái gì đẹp cũng không cần ngó hết. Rồi ngồi trong nhà cư sĩ cũng vậy, không có được ngó bên này ngó bên kia. Giới 22, im lặng mà vào nhà cư sĩ, nghĩa là mình vào nhà cư sĩ mình giữ sự im lặng, chứ mình đừng có nói chuyện ồn náo to tiếng, không có được. 23, vào ngồi nhà cư sĩ mình nên giữ cái vẻ mình im lặng, người ta hỏi một lời mình nói một lời, hỏi hai lời mình nói hai lời, chứ không được mà nói ồn náo ở trong nhà người ta. 24, không được cười đùa đi vào nhà cư sĩ, nghĩa là mình đến nhà cái người cư sĩ đó, mình không được mà cười giỡn rồi mình đi vô nhà người ta, mà cũng không được mà ngồi ở trong nhà người ta mà cười đùa giỡn nữa. Đó là 25 cái giới giữ những cái oai nghi của chúng ta đi vào nhà cư sĩ. Bây giờ về cái phần thứ ba thì tác phong trong sự ăn uống, nó có từ giới 26 đến 47 giới. 26, khi thọ thực nên để ý khỏi đổ rơi cơm canh, nghĩa là mình ăn uống đó, mình đừng có để cho cơm canh đồ ăn mình rơi rớt ra ngoài, đó là cái hạnh của người ăn uống. 27, lấy thức ăn vừa ngang miệng bát, đừng có lấy dung lên, có đói gì đói cũng lấy nó vừa bằng thôi, mình lấy dung lên mình ém xuống nữa thì coi nó kỳ lắm, người ta nói ông thầy này tưởng ăn. 27, lấy thức ăn vừa ngang miệng bát, bằng cái miệng bát thôi, không có được lấy nhiều. 28, lấy canh ngang miệng bát, chứ đừng có múc mà dung lên để nó tạt đổ ra ngoài. 29, cơm canh cân bằng mà ăn, đừng có lấy thứ này nhiều mà thứ kia nhiều, phải lấy bằng với nhau mà ăn. 30, lấy theo thứ lớp trong bát mà ăn, chứ đừng có moi móc ở dưới bát mình đi tìm cái coi đậu hũ miếng đâu á mà ăn, thì coi nó không được, cho nên chừng nào ăn tới đó hay. Chứ cứ hồi nãy người ta trút đậu hũ dưới, bây giờ cơm trên đầy trên hết, thôi từ từ để mà ăn lần nó đi xuống, còn này bươi móc ở dưới đổ tùm lum ra hết, bởi vì bị bắt cơm nó đã nhỏ mà nó đầy rồi, mà đậu hũ họ về họ cho ở dưới, thành ra giờ ăn cơm lạc ngồi ăn không được, cho nên cứ móc ở dưới lên ăn. Thì như vậy đi kiếm đồ ăn để mà ăn với cơm, thì như vậy là không có phải cái hạnh của người tu, cho nên không có móc mà cứ từng tự ở trên ăn, chừng nào mà tới đó mình sẽ lấy lên mình ăn mà thôi. Chứ không phải như mình có dĩa có này kia, mọi thứ đều có phần riêng ra dễ dàng đó, về một bát mà nó ở trên thì nó đổ cơm, mà ở dưới nó cho nguyên đồ ăn dưới đó, mà tới chừng mình ăn hết cơm tới đồ ăn nó mặn chết rồi làm sao ăn được. Đó là những cái khó khăn của cái bát, dùng cái bát đó nó khó như vậy đó. Cho nên do đó mà chúng ta phải khéo sử dụng. Nếu mà nó lưng bát thì chúng ta có thể móc ở dưới lên chúng ta ăn được, mà nó đầy thì thôi chịu để ăn cơm lạc ở trên cho nó lưng xuống rồi mới móc lên mới ăn được, còn nếu không mình xới ra coi nó kỳ lắm. 30, lấy theo thứ lớp trong bát mà ăn, ở đây cái giới mà dạy tức là chúng ta lấy theo thứ lớp mà ăn chứ không được sóc. 31, không được moi sóc trong bát mà ăn. 32, nếu tỳ kheo không bệnh không tự vì mình mà xin cơm canh, nghĩa là người ta cho gì mình ăn nấy mà mình không có bệnh thì đừng có xin canh, mà xin cơm canh mình ăn thì nó không đúng, trừ ra mình bệnh mình mới xin. 33, không được lấy cơm đậy canh lại trong mong cho được canh nữa,
Nghĩa là cái ý là như thế này, cái giới 33 này có nhiều ông ưa canh lắm, thích canh lắm, cho nên lấy cơm chạy canh mình xin canh thêm. Nó là cái kiểu đó, là giới 33 cấm mình không được xin thêm, không được che đậy cái thức ăn mà mình vừa bụng để rồi mình xin thêm cái thức ăn đó nữa. 34 không được xem trong bát của tỳ kheo ngồi gần, nghĩa là người ta ăn gì ăn, còn mình ăn của mình. Có nhiều khi mình dòm coi ông này ăn cái gì, ông bữa nay ông khất thực cái gì, coi ngon hay dở, coi ấy thì mình xin ông thêm. Thì cái điều đó là cứ ăn cứ dòm trong bát người ta không có được. 35 phải để ý tưởng trong bát mà ăn, nghĩa là luôn luôn mình cứ đến cái bữa ăn thì mình nhìn những cái đồ ăn đó, mình quán nó bất tịnh, mình quán nó như thuốc để mà trị bệnh đói của mình, chứ đừng có để ý qua cái bát cơm của người khác, rồi mình sanh ra thấy người ta có chè cháo mà mình không có chè cháo, nó bắt đầu mình chảy nước miếng ra đó, không được. Về cái bữa đó cái ông tỳ kheo đó, ông đi xin đâu một đống me. Chừng đó mình dòm thấy đống me cái bắt đầu chảy nước miếng mới chết được. Mà đó là những cái điều kiện ở đây muốn nói là mình ăn mình đừng có nhìn qua bát của người ta, để tránh cái chỗ mình thèm khát. Thấy người ta có những cái đồ ăn mà ý bụng mình muốn, mình thích rồi bắt đầu mình thèm, thì như vậy là mình không có tu được. 36 không được nắm cơm lớn miếng mà ăn, nghĩa là có ông đói quá nó làm một bát cơm vậy bỏ miệng ngốn ngốn vậy ăn cho mau no, bị gì hôm qua tới bữa nay chưa có ăn cho nên đói quá, làm cho nó mau để cho nó không có đói. Do đó có cái giới này cấm, nghĩa là ngày xưa theo cái trong thời Đức Phật á, thì chắc chắn là ăn cơm bốc, cho nên nói đừng có nắm cơm lớn mà bỏ vào miệng ăn thì không có được. 37 không được hả miệng lớn để chờ cơm mà ăn, nghĩa là nắm lớn quá thì phải hả miệng lớn, cho nên cũng cấm không có cho, bởi vì phải nắm cái nắm cơm vừa thôi, nhỏ thôi, bỏ trong miệng mình ăn. 38 không được ngậm cơm mà nói chuyện. Thật sự ra một vị tu sĩ thì làm sao mà đã ăn cơm mà nói chuyện, không có cho nói chuyện. Thế mà ở đây thì cũng có cái giới cấm là nhiều khi mấy ông này cũng vừa ăn mà vừa nói chuyện chứ không phải không đâu. Cho nên mới có đây. 39 không được nắm cơm hoài xa ném vào trong miệng. Có nhiều người chơi ngộ lắm, dò nắm cơm về hả miệng để quăng vô. Cũng như mình liền mình thải lỗ lạc vậy mà, liền đồng tiền trên lọt rồi. Rồi mấy ổng vừa ăn mà vừa chơi vậy đó mà. Đó là những cái đó chắc có lẽ như vậy, cho nên ở đây mới chế cái giới đó cấm, cho nên không có được nắm cơm ở xa vậy mà quăng vô miệng mình, rồi mình hả miệng mình táp cái cục cơm. Đó là những cái mấy cái ông mà ngỗ nghịch mà chơi vậy đó. Thật sự ra tu hành cái đó là những cái oai nghi nó không có, nhưng mà làm cái trò chơi cho thiên hạ thấy rồi. Tôi liền nắm cơm nào miệng tôi bắt cũng được hết. Cái miệng tôi hay lắm, liền qua bên đây nó cũng nhảy qua nên bắt. 40 ăn cơm không được rơi đổ, nghĩa là ăn cơm không có được đổ hộp cơm này hộp cơm kia. 41 không được bún má mà ăn. Có nhiều người ăn theo khỉ, nhai rồi độn bên đây một cục, rồi nhai bên đây độn bên đây cục, lấy cái tài khó bên đây dân cái nhai ăn. Giống như khỉ thì cái mấy cái ông mà khỉ thì ông hay làm diễn chơi cho người ta cười chơi vậy, chứ không phải là ai mà ăn cơm gì kỳ vậy đâu. Mình đâu phải khỉ, nhưng mà điều kiện mà ngồi ăn rồi làm cho người ta cười rộ lên đó, mấy ông mà hay cái tướng khỉ hay làm vậy, cho nên vì vậy mà mới có mà chế cái giới này ra. Chắc hồi đó cũng mấy ông này cũng không thua gì, không thua gì đời nay đâu. 42 không được nhai đồ ăn ra tiếng mà ăn. 43 không được ăn cơm lua hút lớn tiếng, nghĩa là mình hút rột đó, kêu là hút canh đó. Cho nên cấm cũng không được. 44 không được le lưỡi mà liếm món ăn. Làm quá thắng mối. 45 không được rảy tay mà ăn. 46 không được nhặt cơm rơi mà ăn, nghĩa là cơm rớt về cũng không cấm không cho. Theo thầy thấy cơm đổ mình lượm mình ăn cũng được, có gì đâu mà lại cấm. Cái này cấm sao kỳ, bộ sợ mình ăn dơ hay sao. Nghĩa là chỗ cơm đổ mà dơ bẩn như sàn nước rồi thì cấm không có cho lượm ăn thì được, chứ trên mâm cơm mình lỡ mình rớt thì mình lượm lên mình ăn có gì đâu mà phải bỏ. 47 không được tay dơ cầm bát đựng thức ăn. Cái tay ở đây khi mình ăn cơm á, thì mình phải rửa tay, vì cái người mà tu sĩ trong cái thời Đức Phật có cái bát mà không có muỗng á, thì họ ăn cơm bằng bóc, cho nên trước khi ăn cơm là họ rửa tay hết rồi họ mới ăn cơm. Về phần thứ tư nói về hộ bát, giới 48 giới 48 không được rửa bát đổ bát vào nhà cư sĩ, nghĩa là khi mình ăn cơm rồi cái bát của mình rửa thì mình coi cái chỗ nào đổ cho nó đàng hoàng, chứ không phải hất ở trong nhà người ta. Cái bát mình ăn cơm á, mình rửa về nhà của người ta mình muốn đổ chỗ nào đổ không có được.
cho nên có nhiều người không biết cái chỗ đổ, đổ bậy về cái nền nhà của người ta đổ nó dơ bẩn. Mà về cái phần thứ năm là phần đại tiểu tiện khạc nhổ, giới này có từ 49 đến 51. 49 không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trên rau cỏ tư, trừ khi có bệnh. Có bệnh cũng không được, có bệnh là càng là tránh ở trên rau nữa. Bệnh mà đi tiểu tiện ở trên đó rồi làm sao mà người ta cắt rau người ta ăn được. Do đó thì ở đây cái giới này thì thầy nói trừ bệnh mới có mà nhổ hoặc hạt tiểu tiện ở trên rau thì cái điều đó không có được. Ở đây thì hoàn toàn là những cái người tu sĩ thì không có được. Thứ nhất là không có được đại tiểu tiện ở trên rau, không được nhổ nước miếng hay nhổ đồm nhớt ở trên cỏ tươi và trên rau. Người bệnh cũng vậy mà người mạnh cũng vậy, cấm như vậy là đúng. Con này trừ khi người có bệnh thì khạc nhổ đâu cũng được. Người có bệnh nó cho khạc nhổ bậy, khạc tùm lum đó, còn bẩn thiểu nữa. Cho nên ở đây cấm hết thì mới đúng. 50 không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trong dòng nước trừ khi có bệnh. Từ khi có bệnh mà nhổ dùng nước rồi tới dùng nước mà nhổ này xuống kia người ta múc ta nấu cơm thì sao? Nhất là ở sông thì chúng ta thấy cấm luôn, mấy ông này không có cho bệnh mà nhổ bậy bạ đâu, nhổ trong lon rồi này kia rồi đem chôn hay hoặc là đem đốt đi thì nó mới là sạch sẽ, đó là nhớ mới có vệ sinh. 51 không được đứng tiểu tiện từ khi có bệnh, không có được, bởi vì chúng ta mặc cái chăn mà làm sao mà đứng được, nói tầm bậy tầm bạ ở đây không có được. Bây giờ bệnh cũng không được nữa, bệnh cũng phải ngồi chứ còn không có đứng được, cho nên cấm hết, người nào cũng phải ngồi hết. Về phần thứ sáu, tác phong mà thuyết pháp, từ giới 52 cho đến 59, 86, 92 cho đến 96, 100. 52 không được thuyết pháp cho người dắt trái áo lên vai, không cung kính trừ khi họ có bệnh, cũng không được. Cái người bệnh người gì cũng vậy không có được, khi mà họ nghe thuyết pháp họ phải áo mặc phải đàng hoàng chứ không được mà hở vai hở cổ mà nghe thuyết pháp. Thầy không có chấp nhận ở chỗ này, nó trừ khi họ bệnh thì họ được để vai để hở cổ họ ngồi nghe thuyết pháp thì thầy không chấp nhận điều đó. Nghĩa là người bệnh cũng như người mạnh là phải mặc áo đàng hoàng mới nghe thuyết pháp. 53 không được gì người dấn áo trên cổ mà thuyết pháp trừ khi họ bị bệnh. Nghĩa là cái người mà họ lấy cái áo mà họ dấn trong cổ họ mà bảo mình thuyết pháp cho nghe, nhất định bây giờ các con ngồi đây nè mà nghe thầy thuyết pháp này, có người nào lấy cái áo hoặc cái gì mà dấn cổ mà ngồi nghe thuyết pháp thì thầy không thuyết pháp đâu. Đó là cái người mà biết thuyết pháp thì người ta không thuyết pháp. Mà cái người bệnh mà bây giờ họ lạnh quá rồi bây giờ họ lấy cái áo họ dấn cổ họ thêm thì họ ngồi nghe thuyết pháp thì thầy cũng chẳng có chấp nhận nữa. Bởi vì pháp bảo chứ không phải là cái thứ thường, mình muốn nghe nó thì mình phải nghe như thế nào để đúng cái lòng tôn kính của nó, chứ mình nghe cái kiểu mà mình coi nó thường quá thì không nên nghe. 54 không được gì người che trên đầu mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh. Nghĩa là che trên đầu làm sao? Khi mà ngồi nghe thuyết pháp mà đội nón đội này kia rồi đó ha, hoặc là đội dù để mà nghe thuyết pháp thì không được. 55 không được gì người trùm bọc trên đầu mà thuyết pháp trừ ra họ có bệnh. Nghĩa là cái người mà lấy khăn lấy nón này kia mà trùm cái đầu họ lại mà họ ngồi nghe mình thuyết pháp thì nhất định có những người ngồi mà nghe thuyết pháp vậy thì mình không thuyết pháp. 56 không được gì người chống nạnh mà thuyết pháp, có người nghe mình thuyết pháp mà chống nạnh đứng cũng như là ló mắt mà ngó mình vậy đó thì nhất định là không thuyết pháp. 57 không được gì người mang dép da mà thuyết pháp, thấy ai mà mang dép da mà thì mình cũng không có thuyết pháp, vì người đó nó không đi vào trong cái thiện pháp, nó còn cái ác pháp mà mình nói thì họ chẳng có làm theo đâu. 58 không được gì người mang guốc gỗ mà thuyết pháp. Ở đây sao mà guốc gỗ cũng cấm luôn, nghĩa là nói chung là phải bỏ guốc bỏ dép mới được, còn mang dép mang giày mà ngồi nghe thuyết pháp thì không được. Chẳng hạn nào bây giờ vô rạp hát thì người ta mang giày mang dép mang guốc rồi đó thì ở trên làm tuồng hát rồi này kia, còn bây giờ mình người ta mời mình đến mà cái pháp tọa để mình thuyết pháp thì tất cả mọi người là chân trần thì mình thuyết pháp, mà còn mang guốc mang dép là không thuyết pháp. Có nghĩa là cái hạnh thuyết pháp đối với những người mà nghe thuyết pháp là phải lột trần cái chân họ ra thì mới có nghe thuyết pháp, mà họ còn mang dép mang giày thì không có được thuyết pháp cho họ nghe. 59 không được gì người cưỡi ngựa mà thuyết pháp, có người ngồi trên ngựa mà mình ngồi, người ta ngồi trên ngựa người ta nghe mình thuyết pháp thì nhất định, ví dụ như bây giờ là ở đây là cái đạo tràng của chúng ta, thầy đang thuyết pháp bên đây, có người cưỡi ngựa kia cái họ nghe thầy nói cái họ dừng ngựa, họ ngồi trên ngựa họ không thèm xuống, họ ngồi đó họ nghe thầy thuyết pháp thì như vậy ngay đó thầy không thuyết pháp nữa, để cho họ cưỡi ngựa họ đi cho rồi, họ làm phách quá phải không? Đó là cái giới mà còn
nghe thuyết pháp mà có cái kiểu mà phát lối. 86 không được gì người ngồi mình đứng mà thuyết pháp. Cái người ngồi thì nghe thuyết pháp, còn mình thuyết pháp thì lại đứng thì nó không được. Cho nên cái giới 86 này thì không được. Bởi vì ở đây nó có nói mà, các con nói nè, nó từ 52 nè, rồi đến 59 nè, rồi 86 nè, 92 nè, rồi đến 96 100 nè. Nó không phải cái mấy cái giới đó, nó thuộc khác à con. Còn cái này nó hợp lại những cái giới này để mà nói về thuyết pháp không đó. Còn mấy cái giới kia nó nằm ở trong những cái kẻ đó, là nó nói về những cái giới khác đó. Nhưng mà tại vì cái người mà chế giới này đó, họ hay xen giới này với kia, vì vậy mà cái người mà viết ra soạn ra thì họ rút lại, bây giờ nói về thuyết pháp họ rút mấy cái giới này ra là thuộc thuyết pháp. Cho nên thầy nói cái tên vậy nó theo cái số thứ tự thì nó không có đúng. Nhưng mà nó vì một cái loạt mà thuyết pháp. Thay vì phải đánh từ số, thí dụ như bây giờ nó số 52 thì 53, 54, 55 không? Rồi tới 57, 58, 59 chứ nó không phải là 80 tám mấy được. Nhưng mà vì nó còn cái lạc mà ngồi thuyết pháp rồi này kia rồi đó, thì nó tới 58. Còn những cái 50 mấy đó, đó thì nó lại là nói cái về cái giới khác rồi. Con hiểu không? Cho nên nó không phải đánh theo số thứ tự. Mà bây giờ người ta đánh theo cái chỗ mà về cái thuyết pháp như thế nào đúng, thế nào sai. Hiểu như vậy đó. Cho nên ở đây nếu mà mình cứ đính, tính theo mà cái số thứ tự để tính tới 100 giới chúng học á, thì cái, những cái giới đó nó thuộc về nằm cái loại sau này, nó thuộc về cái giới gì chứ không phải cái đó nữa. Ở đây hoàn toàn nói về thuyết pháp. 86 không được gì người ngồi mà mình đứng mà thuyết pháp, nghĩa là mình đứng mình nói pháp, còn người ta ngồi người ta nghe thì nhất định là mình không làm gì đó. 87 không được gì người nằm mình ngồi mà thuyết pháp, người ta nằm ngửa ra mà mình ngồi đó mình nói. Cũng như bây giờ các con nghe thầy thuyết pháp đã rồi, các con bật gân xuống nằm đó ngủ hết, mà thầy cứ thầy nói pháp hoài thì cái chuyện đó thì thôi thầy cũng nghĩ đừng có nói. Vì tăng mình thiết liếc người ta nghe cũng như là mình ru ngủ. Tám không được gì người ngồi chính giữa mà mình ngồi bên một bên mà mình thuyết pháp. Thay vì như thầy ngồi giữa đây thầy thuyết pháp, còn bây giờ thầy ngồi như ngồi chỗ trang thầy thuyết pháp, còn các con ngồi giữa này thì cái đó là thôi cũng đừng có nên thuyết pháp. Bởi vì người ta ngồi giữa pháp tọa, còn mình ngồi bên mình thuyết pháp thì coi như người ta hạ mình quá độ rồi. Cho nên pháp mà đem bán như vậy thì không nên. Bởi vậy cái những cái quay nghi tế hạnh này chúng ta phải nhớ rằng có nhiều người họ không có biết pháp, không biết cái quay nghi tế hạnh nhỉ, đến cái chỗ đó mà rồi cái hai người đó mới bắt đầu đem ra mới nói pháp với nhau, rồi bắt đầu thuyết pháp. Một số người đem súng lại ngồi nghe hai ông này nói pháp, nhưng mà hai ông này cãi lý pháp với nhau chứ nói pháp khỉ họ, cho nên họ súng nghe pháp. Thì thật ra điều kiện đó là điều kiện sai trong cái đám ma của người ta, chứ đâu phải là cái chỗ mình nói pháp. Rồi có cái dịp nào đó đi đám cưới cũng súng nhau mà đem thiền ra mà nói thôi, trống họng mà cãi nhau đủ thứ. Chà, bao nhiêu người đến ngồi nghe thiền mà trong khi đám cưới người ta, chứ đâu phải là cái chỗ thiết thiền đâu. Các bạn thấy nó nhiều cái nó lạ lùng lắm, nó nhiều cái chuyện mà có thể giữa cái đám tập hợp nào thì thầy thấy hầu như là có những cái điều kiện mà họ thông những cái gì họ đem ra họ khoe khoang ở tại đó, dường như là họ muốn đem thuyết pháp ở đó. Đó là những người kháo danh. Cho nên cái pháp nó không phải là cái chỗ như vậy để mà nói, thế mà thường xuyên nó hay xảy ra. Thậm chí như tẹo xe hơi ngồi thôi, đi cho im đi, họ ngồi hơi rồi hai ông này ngứa mồm nhau cái đem Phật pháp ra mà bàn thôi, làm rùm ở trên cái xe hơi như là cái xe hơi thuyết pháp, chạy tới đâu nó thuyết pháp tới đó. Đó là những cái sai, cái không đúng. Đâu có phải chỗ mình ngồi trên xe hơi mà thuyết pháp, thế mà cứ thuyết pháp mặc tình mà nói pháp. Đó là những cái sai, cái quan nghi nó không đúng. Cho nên ở đây nói về thuyết pháp thì phải nói rằng cái trường hợp nó rất nhiều. Cho nên thầy thấy hai ông cư sĩ trèo lên xe hơi bắt đầu họ nói pháp họ nói là thiền này thiền kia đủ thứ hết nè, nó không có nói ít nè. Mình ngồi mình nghe thấy rất mệt mà không biết pháp gì mà ở trên cái xe hơi này mà thiết. 89 không được gì người ngồi ở chỗ cao mình ngồi chỗ thấp mà thuyết pháp. 90 không được gì người mà đi ở trước mình đi ở sau mà thuyết pháp. 91 không được gì người đi kinh hành chỗ cao mà mình đi kinh hành chỗ thấp mà thuyết pháp.